với tiếng hát của nữ ca sĩ Mộng Tàn. Cha hết cho người yeah. Cha luôn mắt môi nụ cười yeah. Cha sống đời con hư cao yeah. Trời đất ơi, cái gì vậy? Cái gì mẹ? Con có sao không? Mày trúng gió hay cái gì? Hả? Cái gì vậy? Mày trúng gió hay cái gì vậy hả? Dạ. Cái gì mày thấy rú lên mà mất hồn luôn á trời. Dạ không có. Đang lau nhà. Lau nhà. Dạ, hú vậy? Dạ không, hát. Cái gì? Dạ. Con biết hát. Vậy cái đâu bị câm đâu, hát không được. Hát mà tự nhiên nghe cái tưởng mày trúng gió giật méo mỏ. Hú. Không à. Nè, nói nghe nè. Gì? Nói sao? Lựa ô xin cũng phải lựa đứa bình thường. Một đứa bất bình thường vậy, đang lau nhà mà cũng hát cũng hò nữa. Người ta coi ra cái gì? Cô chủ ý nói con bị khùng quá hả? Ừ, đúng rồi. Ê, không có. Bậy, không có. Cô chủ không có ý đó. Nói nghe. Chị? Đừng có nói chuyện mà giờ cái thần kinh ở đây, hiểu không? Sao vậy? Nó biết nó khùng, nó chụp hai vợ chồng mình nó cắn bây giờ. À dạ, con không phải chó. À. Ồ nghe hả? Dạ, lỗ tai thính lắm. À, không có vui, giỡn vui. Vui. À, quét lau nhà tiếp đi con, lau nhà tiếp đi. Lau đi, nói nghe nè. Dạ. Biết nó khùng. Con không, giữ gì con. Ủa? Làm như có mắt ở đằng sau hay sao biết con hóng luôn hả? Lâu nhà mà ông bà chủ nó nói chuyện mà con hóng. Đi ngồi, qua đây ngồi. Qua đây, con đừng hóng nữa nha, ông bà nói chuyện nha con. Rồi. Nói nghe nè. À, đứng nhìn nữa. Nhìn thôi chứ đừng nghe. Quy định luôn á là nhìn chứ đừng nghe nha. Trời, ba má xanh lỗ tai da không để nghe chứ không để. Mình bịt lại, mình bịt hai bên lại. Bây giờ con làm được không? Dạ làm dạ, con không? Lau nhà. Dạ. Ừ, rồi vậy đi. Cái gì vậy? Nấu được thấy không? Cũng bỏ một cái số tiền đó, tại sao không kêu ô xin nào mà cao cấp hơn cũng được. Nghĩ sao vậy? Một đứa ô xin đó dở ương, thấy không? Thần kinh không có được bình thường. Với lại bao nhiêu đồ công nghệ không có rành cái gì hết. Quê mùa muốn chết. Bé mén này thấy vậy chứ mà cái đặt nó khù khờ, hiểu không? Mình dễ dạy, dễ bảo. Giờ đơn giản dụ như vợ kêu nó mở máy lạnh, nó bắn có được đâu. Rồi bỏ đồ hết cho máy giặt rồi nó bấm sao mà giặt không được. Mà sợ bông tràn trề ra hết cái sàn. Dạ thầy, cái chuyện đó không dạ, biết thầy cho con có ý kiến được không? Thầy nào ở đây? Dạ. Ai làm thầy con? Dạ không phải, cho con xin ý kiến. Ừ. Sao con? Dạ thật ra là tại vì vậy nè. Không phải là con không biết làm đâu mà bị. Ủa? Gì? Con nói vậy là nghe luôn á. Ủa hả? Con. Ủa nghe nói chuyện hả? Ủa con dạ, kêu con bịt lỗ tai lại rồi mà con. Trời dạ, con bịt lỗ tai rồi tai đâu rồi con lau nhà. Cái gì con nói cũng được. Con giỏi chả treo quá. Dạ không phải, ý con nói là cái này nó hơi khó cho con. Tại vì hôm bữa là kêu con là nói sao mà có những cái gì thì con tự làm đi. Đừng có hỏi sao con hỏi nhiều quá. Thì có những cái con không biết thì con mới hỏi. Nó giống như hôm bữa là con thấy là con tưởng là con thấy cái máy giặt đó là bỏ đồ vô giặt là cho nó sạch. Ừ. Là con là con cứ tưởng là cứ bỏ cái gì vô trong đó giặt là sạch. Bởi đúng vì rồi, bỏ vô đúng là rồi, sạch rồi. Bỏ vô nhấn nút đổ xà bông giặt là sạch liền. Ừ. Thì đó, hôm bữa bởi vì con mới lấy rau con bỏ máy giặt bấm giặt cái đó. Chẳng hàng gì hồi tôi thấy hả nó bị đơ nó tôi phải kêu thợ tới sửa là vậy đó hả? Là thợ nghẹt kêu là nghẹt đó. Là do con. Ai biết đâu. Con mua rau giờ con không lặt mà con vô đó thả vô đó con rửa. Hôm bữa làm mệt quá không có thời gian gọi đầu định đút cái đầu vô máy giặt rồi đó. Bậy con ơi. Con. Ai biết đâu nè. Cái máy giặt chứ không phải cái máy đa năng. Mà con thích rửa rau, rửa thích gọi đầu gọi. Đâu phải cái nhà tắm con. Ai biết đâu na, tưởng là cái gì muốn sạch là cứ bỏ vô, bấm là sạch thôi. Bởi thấy chưa là làm ơn tìm ô xin là rành công nghệ dùng một cái đi. Thôi bây giờ nói chung là mình chỉ em nó, hiểu không? Bây giờ biết rồi, lần sau làm ơn đừng có thả rau vô, hiểu không? Lần sau đừng có gọi đầu vô dùm một cái. Chỉ giặt đồ thôi. Dạ, rồi dạ. Bây giờ lo lau nhà đi. Còn anh á, anh em bây giờ em định là vô lấy điện thoại đó, chắc vô Facebook rồi vô inbox coi tụi nó hẹn hò đi cà phê đâu, ăn cơm xong mình đi. Rồi vậy em coi em search đi. Cái vụ Facebook gì? Định là mua mấy cái về cho gia đình chơi. Facebook mà con mua mấy cái? Facebook chứ không phải bút lông, bút chì. Mà con mua mấy cái con? Nói ra là biết rành rồi đó. Thôi nói chung là ông bà nói chuyện con đừng có xí vô về một cái. Ừ. Bây giờ làm ơn đi vô trong làm việc tiếp đi. Dọn cơm lên đây chuẩn bị ăn nè. Dạ. Thì có gì mở tivi coi, sắp tới giờ phim rồi nè, còn vừa ăn vừa coi phim luôn. Rồi cái remote để đâu rồi? Lấy cái remote coi phim đi. Mở máy lạnh luôn đi. Dạ. Mở cái máy lạnh lên giùm. Mở máy lạnh không? Thì lấy cái remote mở máy lạnh, bấm cái nút mà của cô chị. Rồi cái remote đó. Máy lạnh tivi rồi để ở đây rồi đâu mất rồi. Chờ con xíu. Ủa mắc cái giống gì mà remote mà đem xuống nhà dưới làm chi? Remote tivi mà con. Dạ đây. Lộn xộn hết trơn à. Đây, đang phơi. Ồ. Đã
đang phơi mới lấy xuống luôn. Con tính nạp năng lượng thiên nhiên hả? Ủa cái gì? Là hơn năng lượng mặt trời á đúng không? Trời đâu có ngu dữ vậy. Con khôn lắm, thông minh lắm, đâu chơi ngu. Không nhờ con sao mà sạch đẹp chứ vậy? Cái remote gì đâu, ba cái remote gì mà nó dơ kinh khủng. Là con lau chùi chưa? Thì đó. Mà lau chùi rồi mắc gì phơi vậy cho cực vậy? Trời ơi, ai đi lau chùi sao nó sạch? Chứ sao? Con bỏ con thao lấy đổ nước vô rồi lấy xà bông chà chà phơi lên nó mới sạch đó chứ. Sao sao không đổ thuốc tẩy vô cho nó sáng luôn con? À, cái thuốc tẩy á hả? Cái iPad của ông, cái iPad của ông đó, con thấy cái gì mà nó màu đó nó ghê quá, con chà rửa không có ra. Con cái iPad ngâm thuốc tẩy dưới á. Cái iPad thấy nó màu mè. Đúng rồi. Rồi đem đi ngâm thuốc tẩy rồi hả? Đúng rồi, ngâm thuốc tẩy cho nó ra màu. Rồi con rồi cái máy tính bảng của cô mà nằm kế bên cái đó đó, rồi con sao con? Thì nó đang nằm chung thao với lại cái iPad. Trời đất ơi. Chết rồi. Em bao nhiêu là dữ liệu của tôi? Trời đất ơi. Remote từ máy tính bảng đâu? Đâu rồi? Cái gì vậy ông? Cái gì vậy? Con. Chết tôi rồi. Con. Cái gì vậy ta? Cái laptop. Ông làm công chuyện á, trong đó dữ liệu của ông nhiều lắm. Con thấy cái laptop màu trắng ông để trên phòng không? Con thấy nó, không biết làm sao nó nóng quá. Con sợ nó nổ. Con bỏ vô ngăn đá tủ lạnh vô mát rồi. Nghe cái nhẹ nhõm. Cái gì? Cái laptop mà bỏ vô ngăn đá. Cho mát. Cho mát. Con ơi con bây giờ bình tĩnh nè, bây giờ tất cả là con bỏ vô hết rồi đúng không? À con ơi còn mấy cái ổ khóa mà ổ khóa từ đó con, ở ngoài cổng á, con đừng nói là con cũng bỏ vô trong thao hả con? Ủa sao biết hay vậy? Hả? Nó nghe bây giờ phụ nè, phụ một tay một chân nè, rinh cái tivi. Dạ. Rinh cái dàn âm ly, lấy hai cái loa ra, con xuống con nhúng nước hết đi con. À. À con làm rồi. Ê ông ơi, cái gì? Ủa gì vậy nè? Con làm rồi luôn á hả? Trời ơi ông thấy chưa? Bình tĩnh, cái gì cũng có cách giải quyết. Trời. Bây giờ bà bước qua bên này. Trời. Nói nghe, hôm nay là tôi nhìn hết nổi rồi nghe chưa? Hả? Nói cái mặt cho chơi không tiếp thu cái gì hết trơn á trời ha. Hả? Khoan, em có điện thoại cái. Alo. Dạ, em nghe sếp. Dạ sao? Sửa file hả? Dạ được, dạ em làm được chứ sao mà không được. Dạ được hết. Dạ sếp đợi một tí nha sếp. Chết rồi. Trời ơi. Cái dự án lớn của vợ chồng mình bây giờ laptop hư hết rồi, dữ liệu đâu mà sửa file. Trời ơi mày. Thấy chưa? Thấy. Bây giờ vợ chồng tôi không sửa file được là mất việc nè, cô vừa lòng hả dạ chưa? Của cải mất hết rồi, công việc cũng mất rồi, mày sống làm sao đây? Ủa cái gì mà mất việc ghê vậy trời, với cái gì? Con giỡn thôi mà làm gì thấy ghê vậy? Gì? Giỡn gì? Mới nói gì? Giỡn gì? Không giỡn. Ai giỡn? Ai giỡn với ai? Giỡn là sao? Giỡn với ai? Ham bà chủ thôi chứ mấy cái đồ này không có hư đâu. Tại vì hả bà chủ cứ hay chê con là mù công nghệ. Người ta nói chứ hả, Oxin cũng có cái giá của Oxin chứ. Có ở đâu ông bà chủ hả, cái gì cứ đè đầu ra chửi hoài cũng bực quá, cũng nghỉ luôn á. Thì nói chung là cũng tại con. Ai biểu suốt ngày làm việc làm đi. Nói cho cà giỡn. Thôi thì cái lỗi này cũng phần nhiều là do bà. Bà công nhận điều đó thì bà cũng hay chê ba con là mù công nghệ này nọ, thành ra con tự ái đúng không? Rồi thì nói chung là qua ngày hôm nay rồi, nói chung là cũng hiểu nhau rồi đó. Từ đây giờ sau là cái gì không biết thì hỏi ông bà chủ. Coi như nãy giờ cho con xin lỗi tại vì con giỡn nhây. Dạ nhưng mà mai mốt á, ông bà chủ hứa với con là đừng có chửi con là ô xin mù công nghệ nữa nha. Biết rồi.